Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn chiếc xe ba bánh hàng Nhật bãi nội địa. Các bạn chắc ít khi gặp những cái xe như này. Đây là xe ba bánh này. Đây giới thiệu qua một chút, đây là tay lái này. Đây là bên hộp số của nó. Thì các bạn thấy hộp số của nó thì có tiến 123, số mo và số lùi. Đây là chân phanh. Đây là chân côn. Đó, các bạn thấy chưa? Các bạn sẽ xem qua một chút về động cơ của nó. Tôi sẽ quay qua cho các bạn xem một chút về động cơ. Sở hữu động cơ Mitsubishi GM181. Cốt xéo, các bạn có thể thấy cốt của Mitsubishi này là cốt xéo. Trước này chúng tôi thì vừa nhập về thôi. Rất là hay nên là quay ngay cho các bạn xem, nên là chưa kịp dọn rửa gì, nhưng các bạn có thể thấy được đây là chế nguyên bản của nó này. Nhìn những con ốc của nó rất là đẹp, nó chỉ bị phủi bụi ở trên thôi, nếu mà chúng tôi lau vệ sinh qua thì thôi nhìn đẹp như mới. Trước này thì các bạn thấy nó dẫn động bằng dây cua loa, nên là cái phần động cơ này mai sau ví dụ mình hỏng hóc mình có thể thay bê hoàn toàn một chiếc động cơ khác sang một cách rất là tiện lợi khi mà sửa chữa, rất là tiện, không sợ trong cái quá trình mà mình dùng có bị hỏng hóc hay không. Trước này thì các bạn thấy có khóa đèn, chỉnh góc lái, rồi là hai cái này là để khóa, khóa cần ga và khóa cần phanh. Đây là công tắc của đèn, đây là công tắc của máy. Sau đây các bạn có thể thấy được một chút là con này nó tải trọng của nó ghi trên thông số là 8 tạ. Rồi còn tôi không biết thì thực tế nó có thể chở được nhiều hơn không. Lốp của nó thì các bạn thấy nó là lốp kép, đây là lốp cao su kép đúng không ạ? Đấy, đây là lốp một bên, rồi đây là lốp bên kia. Thì các bạn có thể thấy được đây lốp cao su kép rất là to bạn. Nó để tăng cái tải trọng của xe này. Chiếc xe này thì các bạn khi mà sử dụng trong trang trại rất là thuận tiện, chúng ta chạy nó rất là nhanh, rất là linh động và linh hoạt. Cái trọng tâm của xe nó thấp, khung sườn rất là chắc chắn. Hàng Nhật này các bạn thấy là khung sườn rất là chắc chắn. Thì chúng ta khi mà bê vác mà ném lên nó rất là thấp như này, mình ném lên rất là tiện. Nó không cao như cái dòng xe ba gác khác. Và cái phần thùng của nó rất là rộng. Đấy các bạn có thể thấy được. Tôi quay tổng thể cho các bạn một lần nữa, các bạn dễ hình dung. Ok, cái bánh lốp của nó trước rất là to đúng không ạ? Các bạn thấy rất là to. Tiện, rất là tiện. Thì chúng tôi sẽ cho các bạn xem cái vận hành thực tế của nó như thế nào. Đây là một cái bửng dựa. Khi mà chúng ta về thì chúng ta có thể hàn thêm thành thùng. Đây nó có các sẵn các cái mấu đây rồi, thì chúng ta có thể hàn thêm thành thùng cơ nới để cho nó phù hợp với công việc. Chiếc này rất là hay, các bạn có thể thấy rất là hay. Động cơ Mitsubishi 181 thì nó có dung tích là nó công suất là 6.3 HP, tương đương với là khoảng 200 cm khối. Bây giờ các bạn chúng tôi sẽ chạy thử chiếc này cho các bạn xem. Rất là hay. Mã của chiếc này là Kyrit NKTG 90. Đấy, giật khẽ một cái là nó đã nổ rồi. Đây các bạn có thể nghe tiếng garanti này, cực kỳ êm. Đẳng cấp của cái động cơ Mitsubishi GM181 thì các bạn chắc cũng không lạ gì rồi, cực kỳ chất. Rồi, sau đây chúng tôi sẽ nhờ bạn này nhảy lên và lái cho các bạn xem. Bạn rất là đẹp trai. Đây, các bạn thấy chưa? Dăm côn và số. Khi mà chúng ta dăm số, khi chúng ta vào số thì chúng ta lên dăm hết côn. Dăm hết côn thì chúng ta vào số được. Rồi. Đây các bạn thấy để chế độ garanti của động cơ nó đã chạy, đã di chuyển rồi. Vào số 2 nó sẽ nhanh hơn. Nó sẽ vào số 3. À số lùi. Rất khỏe đúng không ạ? Rất cơ động. Đây là để chế độ ga còn rất là nhỏ. Đấy.
góc cua tương đối rộng ấy chứ, xe dài nhưng góc cua tương đối rộng. Chạy cực nhanh chứ hay chạy nhanh lắm. Ôi chạy nhanh lên, vào số 3. Đấy, các bạn thấy chưa? Nếu mà dùng trong những cái nhà kho xưởng rộng ấy, hoặc là chở vật liệu xây măng, hoặc là chở phân, hoặc chở các cái dụng cụ loanh quanh trong nông trại thì rất là phù hợp ạ. Ôi bao nhiêu và mới kết quả. Ok, cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Nếu mà các bạn thấy hay thì các bạn vừa like và subscribe kênh YouTube thì chúng tôi có động lực làm những cái video khác bổ ích hơn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đây là địa chỉ của công ty máy nông nghiệp Bình Sơn. Cái địa chỉ này là địa chỉ văn phòng, và cái địa chỉ kho thì là 368A Phúc Diễn. Số điện thoại kia, và các bạn có thể liên hệ với số điện thoại cầm tay là 0961349345. Website điện máy Bình Sơn .vn. Các bạn truy cập vào trang số điện thoại, các bạn liên hệ theo số điện thoại 0961349345. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.